Đợi 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 đi. À, cửa dây nữa. Có không? Đâu? Nãy nó chui nãy nằm nó phơi nắng rồi không phải sao nó chui mẹ trong cái đống này. Bây giờ nhìn thấy trong này. Ừ trong này. Từ từ đợi xem nữa. Kinh nhỉ. Tăng gì lâu lâu. Giờ nó sợ trong đây có hang đấy. Nhóm gì được. Sao đi ra đợi nhặt ra đây. Đi xuống đây xem mấy tổ chim này. Rắn ở đây không có thảo thuốc. Rắn gì? Không biết. Thế thêm một lô lô một con dài lắm. Thế vậy nghi ở trong như mấy cái đống kiểu cái rắn hổ mang rồi. Đúng không? Trong một ổ nói xong ấy rồi. Để bạn xem đã. Đang ở nhà anh em ạ. Độ chắc là ra vườn đấy. Thế là nhìn thấy trong đống gạch có rắn hổ mang. Thế là gọi mình ra chạy bội kinh thật. Cũng vía thật nha. Con nhìn thấy đâu đâu. Con chui bả ở giữa không biết trong là có nỗ nó không chứ. Úi ôi. Cái gì đây. Úi xưng. Ôi giời ơi. Ba anh em xem này. Kinh chưa. Chuột. Sợ thật nhá. Đây là chắc xương con gì rồi. Răng này. Đây quay kỹ xem này. Nguyên hàm răng nha anh em. Thì ra cái đống gạch này thì phát hiện ra có rất nhiều vật thể lạ anh em ạ. Ví dụ chỗ này mình phát hiện ra có cả một hàm răng nữa. Đây chắc nghi là răng của cái con gì rồi. Trông giống chó lắm nhưng không biết có phải không. Kinh thật. Bây giờ lật hết cái đống này ra đã. Độ ra lật cho bạn lật luôn á. Cứ lật đi không sợ đâu. Bạn đứng này thì độ yên tâm không sợ nó cắn. Nhưng mà giờ không biết nó ở đường nào ấy. Đi được hả? Cái này nó có cóc này. Ui ma. Đâu? Đâu vậy? Đây này. Nguyên một cái ổ này. Đây chắc rắn gì rồi, nguyên một cái chỗ này là cái gì nhỉ? Đây là xác rắn nha anh em. Kinh thật sự. Sợ nha. Bây giờ thì phải lật tung đống ra nữa. Mình cũng chưa nhìn thấy nó chỗ nào anh em ạ. Wow, kỹ lắm. Đây mà thấy nó chui ở trong góc này. Giờ bạn lật ra đã. Sợ nhỉ. Ui, mẹ cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi. Đâu? Wow. Chạy dây chui này. Chui ở trong rồi. Lật tung một đống gạch lên rồi. Bây giờ thì được 1/4 đống rồi đấy anh em. Đợi thêm một chút nữa để xem rắn nó ra không. Đang bới thì phát hiện ra ở trong đấy con cóc anh em ạ. Đây là cái loại rắn thì rắn hổ mang rất là thích ăn cái loại cóc này nha anh em. À, mình đã vớt con này qua bên đã. Tại vì giờ mình nhìn thấy ở trong đây nha anh em. Bây giờ lật cái đống ra mà sợ một điều là trong đấy nó có hang ấy. Nó có hang thì thôi xác định là không tìm thấy rắn được đâu. Ui trứng này. Có phải trứng rắn không? Không phải đúng không? Đây trứng gì vậy trời? Giờ cứ thế là lật cái đống ra thôi. Ốc sên à? Trong đây thì thật sự với anh em cũng kinh phết đấy chứ. Đùa đâu. Dù mà đào đất ra thì ok thoải mái hơn. Chứ mà lật gạch này thì khó lắm. Đúng không? Bây giờ đội nhìn cái đuôi hả? À lắm này. Khéo nhá. Chưa nhìn thấy đâu nữa cơ. Giờ... Ê, không phải. Thế là rút nó phát cơ. Má bọn này cắn ở cóc. Cóc được. Lật đi, rút gạch đi. Rút ra đi. Đít ra rút đi, mình ta rút khó lắm. Ta rút đi. À, phát hiện ra gì nhỉ? Bảy rắn rồi anh em ạ. Ui, xác rắn nữa kìa. Nhiều xác rắn lột lắm. Đâu? Ừ, đầy xác rắn này. Thế là nó chui đây nó ẩn rồi. Thế mà độ có thật nhìn thấy không? Đây vẫn còn xác này. Thế là chắc nghi là bên đầu đống này rồi. Bên đây vẫn còn xác này anh em này. Hôm nay thì mình ra đây truy tìm anh em nhá. Hy vọng sẽ gặp con này thôi. Ui giời ơi. Cứ rút đi. Đây. Mấy con. Ra trong rừng ấy. Thôi bạn gì một con mẹ rắn gì. Ủa ơi, hổ mang. Từ từ. Có một con. Từ nhá. Để bạn chơi. Lấy cái quặn que ấy. Ui độ khéo nó chạy được chân đấy nhá. Nần ngay chỗ này anh em này. Kinh vậy. Một con à? Đây. Không cần. Con này bé bé nhưng mà. Có đuôi đầu. Đây là đuôi. Cái đầu nó vừa bò. Nó
bò vào trong kìa. Bình đỏ thế. Nó không có đâu. Anh Tạo ở lân nước. Cố mang anh Tạo ạ. Dưới đây là ra. Không ra được. Kẹp. Được. Cố mang anh em ạ. Kinh chưa? Kinh thế. Anh em xem này. Bọn này sơ sẩy cái thôi là nó cắn rồi. Bỏ mẹ anh em nhá. Mình chơi được con này. Thoải mái. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Từ giữa đây cặp kinh. Nó ra các bạn. Que ngắn quá. Tỏ thế. Kiếm bạn cái bao rồi. Tí lật tung cái đống cái ra anh em nhá. Toát mồ hôi chạm mặt cái con này. Nhưng mà đối với mình ấy, mình quen rồi nên cũng không sao hết. Ngày hôm nay thì cơ bản là mình chạy vội đấy, chả cầm que, chả cầm bao nữa, cũng chả biết được. Đợi Độ chạy về nhà lấy cái bao rồi anh em mình lật tung cái đống gạch này ra chơi tiếp nha anh em. Hôm nay kiểu thời tiết nó dở dòi đấy anh em. Anh em xem này, lâm u lắm. Thế là ra đây thì phát hiện ra con này. Ban ngày thì nó hiền thôi, nhưng ban đêm xem kinh lắm anh em ạ. Nọc độc của nó thì ghê lắm. Giết người như chỉ cần dính nọc độc có thôi mà tay mình chân tay mình sát đấy là thôi xác định. Hôm nay thì mình hơi mệt một chút anh em nhá. Nói chuyện bây giờ đang bị hụt hơi. Cơ bản là mình vừa giờ cũng hoảng quá anh em. Để cho này vào đi. Con này kinh phết đấy, dữ lắm. Không sợ, yên tâm. Rồi, nhá, vất vả nhá. Ok, xong. Bây giờ đi săn tiếp anh em ạ. Nói chung thì bắt rắn ở trong kiểu này ấy, toát mồ hôi phết. Cứ lật hết cái đống ra thôi. Có gì thì bắt cho em xem. Đít vào lật đi, quay một máy thôi. Không quay hai máy đâu anh em, lật cho nhanh. Chứ bây giờ một mình tao lật lâu lắm. Kiểu gì trong đấy còn, nghỉ ngơi một chút nha anh em. Vừa giờ thì ra đây quay kỹ em xem lại cái này này. Đây là xương chó anh em ạ. Kinh nhỉ. Này, có lanh chó này. Còn có lửa hả? Lanh chó anh em này, kinh chưa? Còn nhiều lắm. Đây. Đây Độ lấy về làm vòng không? Lấy về làm vòng. Lanh chó này. Lấy làm vòng được ấy nhỉ. Bao không buồn được. Đây. Nhanh thế. Đây này, dưới bên quay, nhớ. À đây. Thôi. Đít cầm thôi. Không cần đấy, tao Độ bắt con này. Bảo đít ra lật đống gạch thì không sao. Độ ra lật cái dính em rắn anh em ạ. Đây này, anh em thấy chưa? Ngay quay liền trực tiếp cho em xem nhé. Đấy, kinh quá anh em ạ. Ở ngay trong cái đống này. Ma không để ý nhỉ. Thế mà vừa giờ mình đang lật cái chỗ này đúng không? Lật cái đống này thì ra cái chỗ này. Ghê thật đấy. Úi dồi ôi, cái đầu này. Ra rồi, lấy que ra đây. Anh em luống cuống rồi. Mẹ con này to như lợn ấy. Kẹp con ấy rồi. Úi giời ơi. Đã gì. Cho ra ngoài. Trời mất. Chui vẻ rồi. Đầu đâu? Đầu chui trong. Ok, không sao. Quả to lắm. Nó. Không sao, cứ đặt rồi. To thế. Ui, mồm tôi. To đùng luôn. Nó thẳng đấy. Đấy, bọn cầm không sợ đâu. Đâu, nó nặng. Ê, nó kẹp đầu, từ. Nhấc rồi anh. Nhấc dần luôn. Rút ra. Cái gì đấy? Úi giời ơi. Mang. Kinh quá. Đấu đi. Đang lột.
đang lột quay đang lột. Ủa con này to lắm. Ui giời ơi, hóa ra máu chiến thật. Không sợ, trời ơi, quang bắt được. Vào hang luôn này. Ui giời ơi, không lý ra nó mất anh em nhá. Chui hang luôn. Ui là cứt vòng chuyến này, thấy chưa. Ui giời, mới ăn no phát ra cứt luôn. Đã ỉa hết tay mình rồi. Không lý ra mất luôn này, chui hang này. Kinh chưa. Ui giời thật. Này, ra vẫy này. Nốt ra luôn. Ỉa luôn này. Nốt ra luôn này, kinh chưa. Toát mồ hôi nhanh em. To nhỉ. Lạnh này. Ui giời lạnh này. Thấy qua tất nhanh em, thối quá. Phun nhá, nhìn lạnh này. Thấy chưa? Ui giời độc kìa. Thấy nào độc chưa? Thấy răng chưa? Đội đít cầm cái quay kỹ cái răng này. Nhiều mà. Cái đợt mà chưa bão ấy, quay răng này. Ui nó phun này. Phun như mưa luôn. Đội nhí nhá. Ui phun như mưa. Thôi không được chứ, kinh lắm. Răng này. Nhí răng chưa. Kinh phải nhá. Phun như mưa thôi rồi, cho đi. Rồi đấy ăn cái bao. Đây luôn vào này nhá. Ma phun như mưa. Kinh phun quá hú vía nhỉ. Toát mồ hôi. Úi giời. Ok. À cứt này, nặng lắm. Ỉa thối luôn. À, hai con này phải được cân đấy. Hai cân thì bán là tầm 400-500 nghìn thôi. Chắc tầm 300 nghìn. Chắc hai con này được 300 nghìn. Hay 150 con. Thế chốc nữa mang đi bán này. Nhé. Má bây giờ mình bị hụt hơi anh em ạ. Ngày hôm nay chả sao đấy. Hơi bây giờ da nó không ổn định nữa, bị hụt hơi. Không phải mình sợ rắn đâu, mà thứ nhất là do thời tiết này. Hôm nay mình kiểu là nói chuyện nó khó khăn đấy. Kiểu nói phát là phải thở dốc luôn đấy anh em.